mình đi chữa lành quá nhiều mình nghèo á thì mình mua cái này về ăn nhé cho nó cho nó đỡ đỡ, tốn tiền <laughs> hôm nay nhá lại cùng em ăn một món ăn hết sức tuổi thơ quý vị ạ nhưng mà cũng không tuổi thơ lắm bởi vì tuổi già vẫn ăn <laughs> đây Ui. đố quý vị biết là cái gì đấy sao mà biết được không nói sao mà biết được xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị một món ăn hết sức là là quen thuộc lương khô Hôm nay gia đình nhà mình sẽ ăn lương khô quý vị ạ Wow, mít cả chín vị luôn quý vị ạ Đặc sản Hà Nội Ê, Lương khô làm gì phải đặc sản Hà Nội quý vị Em nghĩ lương khô Việt Nam mình ăn từ xưa rồi lấy đâu cho đặc sản <laughs> Nhưng mà cũng ăn nhé Ui, mở ra chưa mở ra đâu mở Chỉ mở cái vỏ ra chứ chưa mở cái bánh ra đâu mà Đã thấy thơm rồi Đây, một miếng nó nó nó, nó như cái mồm <laughs> To như cái mồm em <laughs> cũng không bằng cái mồm lắm đây quý vị ơi ui mùi lương khô thơm lắm quý vị ạ mùi thơm lắm đúng lương khô rồi quý vị ạ Ôi, nhìn như bánh đậu xanh ấy nhìn ui tự nhiên thèm ăn bánh đậu xanh hơn đấy ăn xem có giống cái mùi vị ngày xưa không quý vị nhá nhìn là đã biết cứng rồi đấy lương khô là cứng cất nhưng mà ăn này và thấy là uống thêm nước và nó nở ra đấy là no đấy ngày xưa quân đội là ăn đấy mình bây giờ mình mình nghèo thì mình đi chữa lành quá nhiều mình nghèo ấy thì mình mua cái này về ăn nhé cho nó cho nó đỡ đỡ tốn tiền <laughs> uhm. đúng lương khô quý vị ạ <laughs> ăn nó, nó không nó đúng là lương khô ấy nhưng mà nó không giống cái vị ngày xưa đâu mà cái vị bây giờ nó thơm hơn nó có nhiều hương liệu hơn cái này là là lương khô hạnh nhân đấy nên là nó có mùi thơm của hạnh nhân Ừ. lương khô mà nó không khô bằng cái ngày xưa đâu quý vị ạ cái lương khô ngày xưa á, cắn một cái nghe cái, cái rốt khô rong á nhưng mà cái này nó có một cái độ ẩm nhất định nhá Ê, cái này không gọi là lương khô quý vị ạ lương ẩm <laughs> lương ẩm đấy không phải lương khô đâu đây ăn này là tối không cần ăn cơm nữa ngon chúc chắc ngon quý vị ạ chọn một cái vị khác ui rồi đây là cái vị mà nhìn như là quân đội việt nam áo chú bộ đội đấy lương khô energy ui lương khô năng lượng đây là viên năng lượng quý vị ạ thế người ta ghi như thế đấy lương khô ruốc thịt kinh đấy cái này hơi cái này lạ lùng này ruốc thịt ăn vào vẫn mặn này. cái lương khô này em nghĩ là mặn này ui mùi đúng mùi thịt quý vị mùi như ruốc ấy Ên. mùi thịt nên nó cứ thung thủm ấy, quý vị thịt sống khói ấy, quý vị ạ thung thủm ấy. ăn thử ra cái này là mới lạ này cái này là em chưa ăn bao giờ này À, cái lương khô ngọt thì ăn rồi cái lương khô mà cái mùi thịt này chưa ăn bao giờ thử xem nào mm. mùi ruốc thịt trong khói nhưng mà nó vẫn cảm thấy thum thùng quý vị ạ cũng <laughs> được bác nào mà thích ăn thịt trong khói thì cái mùi này nó như nó như mùi thịt trong khói đấy đây là lương khô ốc chó à, nghe tên là nghe thấy buồn cười. cười ốc chó đúng mùi lương khô quý vị <laughs> cái này lại đúng mùi lương khô rồi em chẳng biết là cái quả ốc chó nó mùi gì quý vị ạ chắc mùi như ốc chó <laughs> đây mời quý vị ăn cái này nhá uhm. cái này khô cái này khô hơn so với cái em cái lúc nãy em thấy nó bở bụng hơn nó bở nó khô hơn đây là hương khô này nói chung là ngon quý vị ạ đấy quý vị mua về ăn thử đi